Bây giờ tôi sẽ ví dụ chiều dài thực tế của bạn là 4m3, nhưng mà bạn phải chọn chiều dài ngắn hơn là 4m161, hoặc là chọn chiều dài dài hơn là 4m38. Chào bạn, tại sao khi mua ngói nhựa mà chiều dài của tấm ngói phải cắt theo chiều dài của đốt sống mà không phải theo chiều dài của công trình? Thì ngay video này tôi sẽ giải thích cho các bạn, và ở cuối video sẽ có những cái lưu ý khi các bạn lợp ngói nhựa mà giúp cho mái ngói nhựa của các bạn đẹp hơn. Cách chặn đốt sống là gì? Thì các bạn nhìn thấy đây là một đốt, hai đốt và ba đốt, thì mỗi một đốt dài 21,9 cm, và khi bạn chọn 10 đốt có nghĩa là chiều dài tấm ngói của bạn chọn là 2m19, và khi các bạn chọn 20 đốt thì chiều dài của tấm ngói nhựa của các bạn là 4m38. Và chính vì vậy, khi mà chọn chiều dài thì theo lý thuyết thì có thể dài tối đa thoải mái luôn, nhưng mà các bạn nên cân nhắc về cái tải trọng xe để chở cái tấm ngói cho phù hợp. Và chiều dài tối đa mà công ty Santiago của chúng tôi thường sản xuất đó chính là 12m483. Bây giờ tôi sẽ ví dụ chiều dài thực tế của bạn là 4m3, nhưng mà bạn phải chọn chiều dài ngắn hơn là 4m161, hoặc là chọn chiều dài dài hơn là 4m38. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xử lý về hai trường hợp này một cách chi tiết nhất để các bạn lợp mái của bạn đẹp hơn. Khi bạn chọn chiều dài là 4m161 thì có nghĩa là tấm tôn của bạn sẽ ngắn hơn thực tế là khoảng 15 phân. Thì đừng có lo, thì thường thì chúng ta lợp trên cái đỉnh mái thì chúng ta sẽ dùng cái tấm ốp nóc này, và chiều từ cạnh này tới cạnh này của tấm ốp nóc là tới 25 phân, nên các bạn chỉ cần đẩy xuống một xíu và đầu tay các bạn sẽ nằm chỗ đây nè. Đấy, và sau đó các bạn sẽ ốp cái tấm ốp nóc này lên. Đấy, thì các bạn có thể kéo lên trên này nè, rồi bán vít lại thì nó vẫn đủ chiều dài thực tế, không sao. Đó là trong trường hợp lợp cái mái chữ A. Và trong trường hợp ốp sát tường thì các bạn dùng tấm ốp tường hiên này, và tấm ốp tường hiên này thì cũng che cho bạn được khoảng 18 phần, thì các bạn chỉ cần ốp như thế này thôi. Đấy, và chúng ta bán vít lên thì rất là đẹp. Và trong trường hợp này thì các bạn chú ý lên dời cái đầu tay sát cái mí tường để các bạn làm cái phụ kiện này đẹp hơn. Phần ngược lại, khi các bạn chọn chiều dài là 4m38 thì có nghĩa là cái tấm ngói nhựa Santiago này đã dài hơn chiều dài thực tế của bạn rồi. Thì câu hỏi là nên cắt đầu phía trên bỏ đi hay là cắt cái đầu phía dưới? Thì có hai trường hợp nghe các bạn. Trường hợp đầu tiên đó chính là khi các bạn không cần lợp cái phụ kiện diềm hiên này thì các bạn nên cắt cái đầu phía trên đi, bởi vì cái đầu phía dưới nó sẽ có cái đầu cong này thì các bạn nhìn nó sẽ đẹp hơn, và cái đầu trên này sẽ rất là dễ cắt, các bạn chỉ cần dùng cái lưỡi cắt gạch men là xong. Và ngược lại, các bạn chọn cắt cái đầu phía dưới này đi thì khi các bạn dùng cái phụ kiện ốp diềm hiên này thì các bạn nhìn nè, thì cái đầu dưới này nó đã có cong rồi, thì các bạn cắt cái phần phía dưới thì chụp lên nó rất là đẹp. Và đây là cái diềm hiên không có hoa, các bạn có thể tham khảo thêm. Và cái trường hợp đặc biệt hơn, khi các bạn không thể chọn ngắn hơn và không thể chọn dài hơn, thì đây là giải pháp cho bạn, đó chính là tôn nhựa sống vuông của Santiago. Thì chiều dài này có thể cắt thoải mái theo yêu cầu từng mm, chuẩn theo cái chiều dài kích thước của bạn luôn, và bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Santiago xin cảm ơn bạn đã chọn xem video này giữa những video hay ngoài kia. Và nếu bạn thấy hay thì hãy cho Santiago một like và một đăng ký hoặc chia sẻ để thêm nhiều người biết hơn tới video này. Cảm ơn các bạn.